Sau thời gian dài ấp ủ, Jack đã chính thức trở lại với sản phẩm mới mang tên là Một Thằng Con Trai, dự kiến ra mắt vào tối 10 tháng 3 năm 2020. Sự trở lại của anh nhận được rất nhiều quan tâm của khán giả, bởi đây là lần đầu tiên Jack hoạt động âm nhạc dưới nghệ danh J97 sau thời gian căng thẳng với phía KICM. Jack tự tin công bố ekip thực hiện dự án lần này gồm đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và đạo diễn Trần Thanh Huy. Sự kết hợp này gây nhiều tò mò khi nam ca sĩ lại kết hợp với hai đạo diễn điện ảnh nổi tiếng. Bên cạnh đó, việc teaser MV xuất hiện một cô gái bí ẩn cũng khiến nhiều fan đứng ngồi không yên. Mới đây, trên mạng lại bất ngờ rò rỉ ảnh được cho là hậu trường của MV này với sự xuất hiện của Jack và nữ diễn viên Thúy Ngân. Nhiều người cho rằng cô chính là nữ chính trong MV là Một Thằng Con Trai. Trước đó, Miss T từng bị phản ứng gay gắt khi trở thành nữ chính trong MV Em Gì Ơi, bởi các fan đã quen với nữ chính Thiên An liên tiếp xuất hiện trong các MV của Jack và KICM. Liệu rằng sự kết hợp của Jack và Thúy Ngân có nhận được sự ủng hộ từ khán giả? Đến sáng 10 tháng 3 năm 2020, teaser MV là Một Thằng Con Trai sau khi leo lên top 4 thịnh hành YouTube và mang về 2,1 triệu lượt xem đã biến mất trên kênh YouTube của J97. Hành động này được cho là để dọn đường cho MV sẽ ra mắt vào tối cùng ngày. Jack khẳng định anh không cần quá chiêu trò để gây chú ý. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ, thời điểm nào cũng được, miễn bây giờ âm nhạc tôi đủ để những người yêu quý mình được giải trí và bớt lo toan, vậy là đủ.